Dear Bishop Peter Keo Kong Tung, Your Eminence Cardinal Peter, Archbishop Joseph, the President of the Bishops' Conference of Vietnam, Reverend Fathers, religious brothers and sisters, distinguished representatives of civil authority, beloved sisters and brothers in Christ. Kính thưa Đức Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng, Đức Hồng Hy, Đức Tổng Du Xe và quý Đức Cha, kính thưa quý chính khách và kính thưa anh chị em, quý các linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân thân mến. I am very happy to be with you this morning to welcome and mark the beginning of the pastoral governance of the Right Reverend Peter, the Bishop, new Bishop of Phát Diệm. Tôi hân hoan hiện diện đây sáng nay để chào đón Đức Cha vào giám mục đoàn, đồng thời cũng là để ghi dấu ngày Đức Cha khởi đầu sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. In his first letter, Saint Peter Apostle speaks of himself as a witness to the sufferings of Christ. A witness is someone who has seen something, and Peter had centrally seen the death of Jesus Christ and all that led to it. But he had also seen the risen Christ and come to understand that the passion and death lead to what he calls the glory that is to be revealed. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô gửi cho các tín hữu, Ngài nói về chính bản thân mình như một chứng nhân của Đức Kitô chịu đóng đinh, chịu đau khổ. Một người chứng nhân là một người đã chứng kiến một biến cố nào đó. Chắc chắn Phêrô tông đồ đã chứng kiến sự chết của Chúa, nhưng đồng thời cũng chắc chắn rằng Ngài đã thấy sự phục sinh và từ đó Ngài cảm nghiệm được những gì diễn ra xung quanh cây thập giá đã đóng đinh Chúa. Đồng thời khi Chúa phục sinh thì Ngài xác tín rằng nhiệm vụ của Ngài là rao giảng về mầu nhiệm thập giá phải được mặc khải, phải được tỏ bày. To witness the sufferings of Christ means to acknowledge that there is something greater than death, and that is not a symbol of defeat, but of victory into eternal life. Chứng nhân của Đức Kitô chịu đóng đinh không phải là chứng nhân của một sự thất bại, nhưng với những gì diễn ra chung quanh và những hiệu quả của mầu nhiệm thập giá, chứng nhân của Đức Kitô là chứng nhân của sự thắng lợi, vì từ cây thập giá chúng ta được dẫn đến sự phục sinh. Secondly, everywhere and always it's true of a bishop that he has received a call to be what Saint Peter said, a shepherd of the flock of God, a shepherd who, according Pope Francis, walks at times ahead the flock, at times, although not too often, behind it, and at times in the midst of the sheep, and a discerning shepherd who knows his sheep will know where best to position himself. Điều thứ hai tôi muốn bày tỏ với Đức Cha đó là theo Thánh Phêrô thì các mục tử được gọi là để ở giữa dân của Chúa, được chọn là mục tử là cho dân của Chúa. Vì vậy như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, có những lúc người mục tử đi phía trước của dân, nhưng đồng thời cũng có những lúc người mục tử đi ở giữa hoặc là lùi lại phía sau dân Chúa. Một mục tử biết phân định là một mục tử biết đặt vị trí của mình ở giữa đoàn dân Chúa vào từng hoàn cảnh một. The basic message is that the bishop walks together with his priests and faithful. He doesn't sit in his house or travels continuously outside his diocese. Vì thế chúng ta thấy sứ mạng của một mục tử là cộng tác với lại linh mục đoàn và với đoàn dân của Chúa. Giám mục không ở trong tòa giám mục hoặc là không đi quá nhiều để rồi chúng ta dần dần sẽ xa dân của Chúa. It is easy to understand that there is some kind of mutuality between shepherd and sheep that also lies at the heart of the episcopal ministry. God's people depend upon the bishop
and the bishop depends upon God's people. Từ đó cần xây dựng một tương quan giữa giám mục và dân Chúa ở tất cả các giáo phận. Khi một giám mục có thể ở gần dân của Chúa thì giám mục biết dân, dân biết giám mục của mình, và vì vậy dân dựa vào đức giám mục mục tử, và giám mục cũng dựa vào dân để có thể thi hành sứ mạng giám mục của mình. And the last point, everywhere and always true of the bishop is that like Saint Peter, he is or he must be a rock. Not every bishop is chosen to be the successor of Peter, but every bishop is called to be a rock upon which the church stands. Điều thứ ba đó là dù ở đâu đi chăng nữa thì khi chọn lựa một mục tử, hội thánh chọn một người không phải giống như một Phêrô thứ hai, nhưng là một đá tảng, từ tảng đá đó làm nền mà hội thánh được xây dựng lên. Dear Bishop Peter, the God who calls also equips and empowers prophets, apostles, and bishops for the mission that lay ahead. And the God who has called you will also empower you for all that lies ahead. Thưa Đức Cha Phêrô, Thiên Chúa tuyển chọn các ngôn sứ, các tông đồ và các giám mục để trao gửi một sứ mạng ở phía trước. Và tôi chắc chắn rằng khi Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Cha, Ngài cũng ban tất cả những ơn cần thiết để Đức Cha có thể thi hành sứ mạng ở trước mặt. I am sure that the Holy Spirit, who will make of you in ways that will surprise even yourself, his witness and his rock upon which the Lord himself will continue to build his church. Ngày hôm nay tôi có thể đoan chắc với Đức Cha rằng Chúa Thánh Thần sẽ củng cố Đức Cha trong sứ vụ sắp tới, và có khi chính Chúa sẽ là khiến cho Đức Cha ngạc nhiên, nhưng như thế nào đi chăng nữa thì Đức Cha cũng hãy vững vàng trở thành tảng đá mà nơi đó Thiên Chúa trao và xây dựng hội thánh ở trên cuộc đời sứ vụ của Đức Cha. I thank you for your kind attention. Cảm ơn Đức Cha đã lắng nghe. And for the translation. Cảm ơn phiên dịch. Chúng con trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Tiếp theo, chúng con xin kính mời Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam có lời chúc mừng Đức Tân Giám mục Phêrô. Trọng kính.